đừng nhúc nhích mà. Bà xã à, anh đã nói xin trai hay gái đều không sao mà, đừng hành hạ anh nữa, khổ quá đi. Hờ, anh có cuốn sách dạy bí quyết để con trai, bộ em không có à? Nè, để con gái thôi, có liên can gì tới chuyện làm đẹp đâu. Đương nhiên là có rồi, anh đen đuối như vậy, nếu như không lột bớt cho trắng một chút á, sau này để đứa con trắng trẻo, mất công anh lại đổ thừa không phải là con của anh thì sao? Trời, có liên can cái gì chứ? Cái gì mà không liên can, có liên hệ rất lớn đó. Chỉ cần có 1% trên 10.000 cơ hội em cũng quyết không bỏ qua. Em sẽ ăn theo cuốn sách của anh dạy, em ăn những chất như chất đạm, những món có chất iốt để tốt cho con mình sau này. Con mình sinh ra trắng trẻo mập mạp. Em muốn có một đứa con gái thật tuyệt đẹp, em có thể cùng với con thoa lại dầu ô liu. Em sẽ dắt nó đi. Sút. Sút. Sút đi, sút. Mau sút đi con. Mình để con trai có thể cùng chơi banh với anh mà. Con trai tốt lắm. Trời. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào. Nếu giống anh á, cũng đâu có tệ đâu. Cũng có nét lắm mà. Cũng vì thích anh có nét mình mới chịu làm vợ anh thôi. Đẻ con trai cũng được. Biết vậy không cần mua kem làm mặt nạ này tốn cả ngàn. Thôi cái gì tốn cả ngàn đồng à, anh xấu lắm nha. Dám ngủ đi ngàn đồng hả? Nè, anh biết tài. Cần tốn tiền gì không? Ơi, vậy chị yên tâm rồi. Tôi đừng có giỡn nữa em mà. Em đi thắp nén nhang cho anh quân ngang. Ờ, chị cũng vậy. Nè ân à, tại sao khi không lại mời năng tôm hùm vậy? À, chắc em nghĩ ăn món tôm hùm sẽ dễ sinh con gái có đúng không? Không phải đâu, tôm hùm để sinh con trai mà. Còn phải giống anh lúc ngủ đá tứ tung nữa kìa. Anh đã nói rồi mà, sinh trai hay gái cũng chẳng sao mà. Anh nói nghe hay lắm, ai mà tin. Nhưng mà lát nữa anh sẽ biết sinh con gái tốt hay là sinh con trai tốt. Em có một cô bạn cùng lớp ở tiểu học đã di dân sang Canada lâu lắm rồi. Lần này về đây thăm bà con, cổ khoe cổ có một cặp lông phụng rất dễ thương. Nên em đã hẹn cổ cùng ăn cơm. Nè, người ta đã có thành tích như vậy, còn em có cảm thấy một chút ganh tị gì không chứ? Có chứ, nhưng mà em nghĩ không chỉ có một mình em đâu, anh cũng ganh tị vậy. Anh còn dám nói nữa, em không thèm sinh cho anh thôi. Uống trà, uống trà. Dì Thiên Ân. À, chị Phụng. Chà Ân, không gặp mấy năm mà chị thấy em đẹp như xưa. Chị cũng vậy mà, xin hết một cặp lông phụng vẫn giữ được dáng đẹp như vậy. Đây là chồng tôi, anh Huy. À, chào anh Huy. Chào anh. Tôi tên Kim, tôi là chồng của bạn thân của vợ anh. Chào anh. Mời ngồi. Anh cũng vui tính lắm. À phải, hai người chưa có cháu nào sao? À, chúng tôi chỉ mới cưới nhau được nửa năm, bây giờ còn đang cố gắng mà. Vậy cũng phải, không cần gấp, cứ hưởng cuộc sống riêng của hai người đã. Bằng không nếu có con nó phá phách, giết đầu lắm đó. Ê nè, ông xã, đừng có than gian nữa mà, mau uống trà đi. Uống trà, uống trà. Anh chị còn than phiền, tụi này ngưỡng mộ biết mấy đó. Một nam một nữ đúng là cặp long phụng, thật là như ý mà. Trời ơi, tới lúc Ân phải giữ hai đứa như ý này trong vòng nửa ngày thì Ân sẽ biết bài toán này lộn tùng phèo hết. Không phải vậy chứ, hai vợ chồng anh chị nói ba câu thì đã có hai câu chê bai cục cưng của mình rồi. Tôi muốn còn không có đây nè. Tôi nghe chị nói lần này dẫn hai đứa về mà, cũng không có dắt về à? Thì đang ở ngoài đó. Má ơi. Nè, qua đây, qua đây ngồi với chú, để chú bồng nghe con. Bé gái này dễ thương rồi, quá rồi. Đi à. Cho gì đi con. Dì ê, con tặng cái gì nè? Ồ, cháu thật là ngoan quá à. Ngoan. Nè cháu à, mấy cái bóng này có gì vui? Để mai mốt chú dẫn cháu đi đá banh có chịu không? Dạ được. Tuyệt đối đừng nghe anh Kim. Nếu có trái banh trong tay nó hả, tôi bảo đảm chưa đầy 5 phút căn nhà thích lụng tùng phèo lên luôn. Dữ vậy sao? Chắc anh không biết thôi. Có được một đứa con hiếu động như vậy thật là hạnh phúc đó nha. Vậy đã cột cái nơi cho cháu rồi nè. Thiệt là dễ thương quá à. Dì ê, dì cũng đẹp mà. Chà, nó biết nịnh đó kìa. Ngoan, dì cưng con lắm đó. Chà, cái mặt nó láng o giống y như gì vậy, láng lẫy mịn màng quá. Nó biết nịnh lắm, coi chừng bị nó dụ đó. Tụi nhỏ này chỉ cần sơ ý một chút cũng không xong. Thôi mà chị Phụng, đây là tánh trời cho mà, chị đừng la nó như vậy nữa. Alo, cái gì? Ba má đi trên đường bị dấp té à? Sao bất cẩn vậy? Bà xã à, ba má bị dấp té, mình phải vô trọng thăm mới được đó. Rất rối quá vậy. Con cũng không đi đâu, con cũng không đi. Nè má ơi, có ai ở nhà không vậy? Con xuống chơi nha. Chắc cả nhà đi vắng. Con đi chơi nữa. Đi đi. Ông xã, hai đứa nhỏ thiệt dễ thương quá. Tại đó thằng nhóc nó khôn lanh lắm, còn biết đòi theo chúng ta về đây chơi nữa. Đứa con gái cũng vậy, đẹp gái lắm. Nếu vậy em phải cố gắng đó. Chuyện gì vậy? Ấy nè, em bé, con đừng dục tùm lum mấy món này. Vì món trời ơi, món này đó, không có ăn được đâu. Đừng có ăn. Trời ơi. Chà, không biết làm gì nữa đây. Nè 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 nè, xuống đất đi. Xuống đi. Đây là hình của ba chú đó. Cô xin lỗi ba. Ê nè. Ê, em bé à, đừng mà. Chị không rảnh lụm cho con đâu. Đâm vào người đau lắm đó. Ngoan đi, đừng có phá nữa mà. Ê. Trời ơi. À. Nè nè nè, đừng mà. Đừng liễn mà. Ê trời, tấm hình cưới của chị.
gì đó. Nè nè, em bé đừng có vẽ mà. Trời ơi, chùi không ra đâu con. Đừng có phá mà. Á, đừng mà. Nè, đừng, đừng. Ê, ê, đừng. Nè. Ê, nè, mày còn liệm nữa hả? Tao quýnh mày luôn á. Nè. Á, trời, đừng mà con. Không phải có gì đâu. Nè, đừng mà, đừng mà. Đừng phá mà, ơi. Trời ơi. Ê trời, nhóc con, muốn chết hả? Nè. Trời ơi, con đừng có nhún nhảy nữa mà. Nếu con té gì làm sao nói với ba má con đi. Trời ơi, đừng có nhảy nữa. Ê, nè nè. Nè, con muốn đi đâu vậy? Chúng ta quyết định không sinh con đâu. Cái đai này á, trước kia tôi đai mấy đứa vàng bạc phú quý. Tôi đã cất kỹ lâu lắm rồi. Đến mai mốt con thằng vàng ra đời tôi sẽ đai nó. Ai ngờ con vợ nó lại nói không muốn sinh nữa. Bây giờ đám trẻ nói chuyện không biết thật hay giả đây. Mấy chuyện này đâu thể nói chơi được chứ. Nếu như tôi là má chồng mà mở miệng hỏi nó thì chẳng khác nào ép buộc nó vậy. Nhưng nếu tôi không hỏi thì trong lòng càng khó chịu hơn. Con Ân cũng không còn nhỏ, muốn có con cũng phải coi chừng tuổi tác. Anh Quân à, anh hãy phù hộ cho tụi nó có con. Thì bà má chồng này á, nó muốn gì tôi cũng chiều hết. Bất quá sau này tôi không ăn cơm cũng được mà. Ê, hả, vậy đâu có được. Nè Tâm à, em đừng có làm thiệt vậy nha. Nếu mà không ăn cơm á, chẳng khác nào chị không đi chợ. Thế mà chị không đi chợ á, thì thấy tay chân ngứa ngáy khó chịu lắm. Cho nên em đừng bao giờ nói vậy nha. Em nghe mấy đứa nó nói tụi nó quyết định không sinh con. Vậy thì cái đai này làm sao truyền xuống được đây. Nè, em còn có thằng Bạc và thằng Quý mà. Nhưng thằng Vàng là con trưởng cháu đích tôn mà. Cũng phải, thì ủng hộ em, ủng hộ cách nghĩ của em. Vậy chị không đi chợ sao? Chị ủng hộ em trên mặt tinh thần thôi. Vậy còn đỡ hơn không có. Nếu không ăn cơm thì sao? Nếu ăn thì em không có cho bồng tính sao đây? Ồ, phải ha. Con đây. Ân à, con lén lút vô bếp làm cái gì vậy? Không, không có gì, không có gì. Con giấu cái gì vậy hả? Không có gì. Con ăn không no hay sao vậy? Dạ không. Trời ơi, con ăn không no thì cứ lên tiếng, tội gì lén lút vô bếp ăn vụng đậu chứ. Không phải con ăn không no, nhưng mà cuốn sách của anh Vàng viết á, nếu ăn đậu nhiều sẽ sinh con trai mà. Con chịu sinh con hả? Con đâu có nói là không chịu sinh đâu. Hôm đó con dắt hai đứa nhỏ con người bạn về đây, rõ ràng con nói không chịu sinh con mà. Con chỉ nói không sinh đôi thôi mà. Sao con không chịu nói sớm để má khỏi phải nhịn ăn cơm cực khổ đến vậy? Hình như má ngửi được mùi gà quay. Không phải má ăn cơm tới ngán phải ăn đường ống quay hay sao? Không có cơm ăn, có ăn thịt rồng cũng vô vị thôi. Con hâm cơm lại cho má ăn nha. Trời, thật chết con chân cái của tôi. Sao trúng ngay ngón chân cái chứ, đúng là xui xẻo quá. Sao bất cẩn quá vậy? Ra rồi. Ra kìa. Ừ, dạ. Con em không sao chứ? Sao? Chúc mừng anh, chắc anh là chồng của cô Ân. Chân của vợ tôi bị như vậy mà anh còn chúc mừng nữa. Anh Vàng à? Hả? Cái gì vậy? Em nói trúng móng chân là chuyện mừng sao? Nói gì kỳ vậy? Ông xã, không phải trúng chân là chuyện mừng. Vợ dạ, con đã có tin mừng rồi. Có thai. Sao hôm nay nhiều món ăn quá vậy ha? Không cần phải nói, chính cô Hảo và má con đích thân xuống bếp đó. Mà còn là những món chị hai thích ăn nữa kìa. Sao vậy? Mày ganh hả Phúc? Hả? Đương nhiên là không rồi. Nhưng đột nhiên em cũng muốn mang bầu. Vậy sẽ được mọi người cưng chiều em thôi. Vậy thì con mau cùng thằng Tề kết hôn đi. Tới lúc đó ngày nào má cũng nấu những món con thích ăn nhất. Con có chịu hay không? Được đó. Nhưng không thể ngu đến nỗi vì ham ăn mà phải mang bầu sinh con đâu. Con phải suy nghĩ kỹ mới được. Phú, mày cũng còn khôn đó nghe. Nè, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Luôn con Ân ra đã, sao mà gấp gáp dữ đúng vậy hả? Chào má cô Hảo. Ăn cơm đi, sao hôm nay nhiều món gì? Ăn đi Ân. Mau ăn đi con, làm gì vậy? Bộ con không khỏe à? Dạ không.
Con thấy mấy món này toàn dầu mỡ, con không muốn ăn. Ủa, mấy món này thường ngày chị thích ăn mà, chính má và cô Hảo đích thân nấu đó. Phải đó. Chị biết, con xin lỗi, con không hiểu tại sao gần đây mấy món này á con nhìn không muốn ăn. À, không sao đâu. Những người mang thai thì hay kén ăn lắm á. Thì đó, trước kia má mê ăn món gà luộc, nhưng từ khi mang thai tụi nó, hãy ngửi được mùi gà là phát ói liền. Hèn chi, lúc này á con thường hay ói lắm, ăn gì cũng không thấy ngon cả. Mời má ăn cơm, cô Hảo ăn cơm. Anh về tới đây nè. Tại đó, món chảo cá của em đây. Ông xã, cái không, em lại thèm ăn. Em muốn ăn gì cứ nói, anh lập tức đi mua. Em rất muốn ăn bánh trung thu, có phải hơi quá đáng không? Quá đáng thì không có, nhưng quá mùa thì đúng hơn. Bây giờ đâu phải là trung thu, em có tiền cũng không mua được đâu. Anh trái cây đi. Ăn tráng miệng. Đây được con. Trời ơi, ai để trái quýt dưới ghế vậy? Thiệt tình à. Ê, chị đó, chị định ăn, nhưng lo nói chuyện nên quên mất. Cứ để trên bàn cho chị đi. Cũng may không phải là con ơi ngồi trúng á. Nếu con ngồi trúng thì sao vậy má? Bây giờ con thành hai người rồi, nếu con ngồi trúng thì nó dẹp lép luôn á. Con nhớ tuyệt đối không được ngồi bậy bạ đó. Chuyện là vậy, bà thím ba là con của má, lúc bà mang thai đứa con gái sơ ý ngồi trúng trái quýt, nên trái quýt bị đè bể nát. Tới lúc con gái bà sinh ra, hai bên mông đứa nhỏ có hai cái bớt, nhìn y như trái quýt bị đè bẹp vậy đó. Chà, làm gì có chuyện đó. Má nói giỡn thôi phải không má? Má, con nghe hơi kỳ nha má. Ê, thật đó, bộ con không tin là có sao? Thật ra má con không phải mê tín, nhưng mà mấy chuyện này thà rằng tin là có còn hơn không. Phụ nữ mang thai chịu nhiều cấm kỵ lắm. Vậy à? Ví dụ như tỏ kim nè, không được quét vôi nè, không được khiên giường nè. Còn ăn thì cũng phải cử nha. Cấm không được ăn dê, nếu ăn phải sau này đứa bé ra đời sẽ bị giật kinh phong. Thịt rắn cũng phải cử. Nếu lỡ ăn, má à, nếu như lỡ ăn món bánh dẻo này thì sao đây? Xin đứa bé có gặp bánh này, có miệng, có miệng. Em nói chơi thôi mà, bộ thiệt sao? Ăn nói xui xẻo không à, ăn nói tầm bay tầm ba. Nhổ nó miếng nó lại đi. Thế nào ông xã, anh ghi lại hết chưa? Những gì má nói lúc nãy em sợ nhớ không hết á. Ghi hết rồi, nhưng mà có những chữ anh không biết, em ghi lại đi. Không phải anh chứ, chữ rắn cũng không biết ghi. Chữ đóng đinh, chữ đóng cũng không biết ghi à. Vậy chứ bây giờ mình đã có con rồi, tại sao trước kia em chịu làm vợ anh? Em không hối hận đâu, em chỉ sợ anh hối hận thôi. Lúc nhỏ thì không chịu cố gắng học, sau này làm sao anh dạy cho con học hành đây. Bất quá anh theo đám con cùng vô trường học thôi, em chịu chưa? Anh không có gì giỏi, chỉ được nước là chịu học hỏi thôi. Nếu sau này đám con bắt chước anh ham học thì tốt rồi. Giống anh không tốt sao? Được như anh ăn nói lưu loát, khéo ăn khéo nói, biết đâu chừng sau này làm luật sư nữa không chừng đó. Nè, chị hai, má em có tìm món đường quy cho chị tẩm bổ, như ăn hết cái, uống hết nước rồi mới ngủ. Cảm ơn em. Chà, cái con Phú này ăn nói thiệt là kỳ cục à. Nếu như sau này con cái mình mà giống nó hả, đừng mong làm luật sư, làm sư sãi cũng khó đó. Ơi, con Phú sợ dĩ nó như vậy là gì? Lúc đó má đang mang bầu thì... Nè, em đang có thai, trèo cao như vậy nguy hiểm lắm. Sao hôm nay anh sấy đầu cao y như diễn viên vậy? Có đẹp không vậy? Đẹp thì có đẹp, nhưng đâu đẹp bằng diễn viên, mà chỉ đẹp y như con sáo này thôi. Nè, em coi nè, anh đã mua con sáo này tặng em nè. Tại sao tự nhiên anh mua con sáo tặng cho em vậy? Thường ngày anh đi làm, chỉ còn em một mình ở nhà buồn lắm. Nè, thằng Giang và thằng Bạc cũng đã đi học rồi, nên anh mua con sáo này cho em vui đó mà. Sáu ơi, Sáu à, chào bà xã tôi đi. Bà xã, 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 chào bà xã tôi đi. Con Phú nói chuyện líu lo như vậy, không lẽ dính líu tới chuyện nuôi con sáu, hay đây là giải nói từ lúc còn mang trong bụng? Có phải như vậy không? Giải trong bụng mẹ. Ông xã à, anh ngủ chưa vậy? Chưa đâu, anh đang suy nghĩ mà. Điều anh đang nghĩ có giống như điều em đang nghĩ hay không vậy ông xã? Em nói ra thử coi có phải hai vợ chồng mình cùng suy nghĩ một vấn đề không? Dạy con! Nè, có đúng là có thể dạy con từ trong bụng mẹ không? Nè, nếu đúng thì tốt quá. Tới lúc đó anh sẽ ca mấy bản nhạc của Tứ Đại Thiên Dương cho nó nghe. Tới lúc nó ra đời nó sẽ trở thành Thiên Dương đó. Bộ anh không nghĩ là con gái à? Nghe nhiều nhạc của Tứ Đại Thiên Dương như vậy chẳng cách nào sau này con mình có giọng dịch xin được. Con gái cũng chẳng sao, bất quá cho nó nghe mấy bài hát của Thiên Hậu thôi. Cũng không chịu sao? Vậy chẳng cách nào con mình là bê đê. Xui. Hát cạo đi. Ngon thiệt, vậy mà cũng lấy được hai sửng ha. Thì đương nhiên rồi, phải dành ăn chứ không dành lấy gì có ăn đi cô Hảo. Nè chị hay, ăn mau đi, đừng có để cháu em bị đói đó. Hôm nay chị không thấy đói, lại không gấp về công ty nữa, mọi người ăn đi. Nè anh ba, em hỏi anh câu hỏi này trắc nghiệm nha. Mày làm ơn giùm đi, cứ hỏi ba cái chuyện trắc nghiệm hoài. Anh đừng ý làm anh ba rồi nói móc em hoài đó. Nè, cô bé đánh giày, tao bỏ tiền vô túi mày không biết hả? Ủa? Nó làm gì vậy? Hả?
Nè, con làm gì vậy? Con lượm được 10 xu. À, lúc nãy mắt con tỳ hí, bây giờ thấy tiền là sáng mắt liền à. Sao vậy cô Hảo, ganh tị với con hả? Ê bà tìm gì vậy? À, tôi rớt 10 xu, cảm phiền cậu tìm giúp tôi với. Bà, có phải đây không? Đúng đó, cảm ơn cậu nhiều nha. Cũng may là cậu lượm giùm, tôi đã lượm đủ số bạc cắt rồi. Bà về chỗ đi, thông thả nha, có chừng rớt nữa đó. Nè bạc à, hiếm thấy nha, tiền nó vào túi em rồi vụt mất vậy mà em cũng cười. Bởi vì em đã có một đồng tiền vàng thế vô đó đây. Mất một số ít tiền mà được số nhiều. Ôi chà, đúng là số hên. Đã tới giờ đi làm rồi, bye bye. Cha, cái thằng bạc này sao mà nó ham tiền quá vậy? Nếu không có giấy khai sinh chứng minh, con cũng nghi ngờ nó không phải là cùng một mẹ sinh ra với con đó. Hey, cái thằng này giỏi nói bậy không à. Thằng bạc có tính như vậy cũng một phần tại má mà ra hết á. Lúc má mang bầu nó, nhà mình gặp hoàn cảnh túng thiếu nên má xin làm vệ sinh trong một nhà hàng. À, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. À, tuy rằng có cực nhưng mà cũng đáng. Cần nhiều tiền bo càng tốt. Vậy là đủ tiền mua cái cặp mới cho thằng Vàng đi học rồi. Ừ. Oh, trời, tại sao trong cầu có nhiều bạc cắt vậy ta? Nước thải của bà khách này đúng là đáng giá lắm. Thôi chết, không có bao tài nữa. Chết cho mày chết luôn. Bất quá mình rửa tay lại thôi. Ây da. À, đau quá. Ây da, bà cắt mà chưa kịp lượm. Trời ơi, đau quá. À, má kể chuyện trong lúc này làm con hết muốn ăn luôn. Hèn chị em bạc cái lực kiếm tiền hoài như vậy. Cả cái tên cũng gọi là bạc luôn. Má à, hả? Má muốn đi đâu vậy? Nè, con cứ đưa má tới chợ. Má muốn mua mấy con ếch đem tìm cho con Ân nó ăn. Thôi khỏi mà má. Hay là má về nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe. Má đâu cảm thấy buồn ngủ đâu. Ân à, Ân. Hả? Em nghĩ gì mà thất thần vậy? Thông thường mỗi khi ngồi trên xe em là người nói chuyện nhiều nhất mà. Sao hôm nay để anh nói vậy? Em đang nghĩ đến chuyện lúc xưa má mang bầu em Phú thì thường nói chuyện với con Sáu líu lo suốt ngày, cho nên em Phú bây giờ nói chuyện nhiều như vậy. Còn lúc mang bầu em Bạc á thì nhà đang cần tiền xài, cho nên thằng Bạc mới mày kiếm tiền như vậy. Mày mốt tới con mình thì sao đây? À, anh hiểu rồi. Chắc em lo cứ gặp hai đứa nó hoài, sau này con mình sẽ giống như tụi nó, có đúng không? Vậy thì em khỏi lo nữa. Người mà em gặp nhiều nhất chính là ông xã của em đây nè. Mai mốt sinh đứa con ra đương nhiên là giống anh rồi. Cũng may anh không có khuyết điểm gì hết, chứ nếu không thì... Ê, nè. Ô, sao kỳ vậy? Ông bán hàng rong này vậy cũng qua đường cho được. Cán trúng không bây giờ? Nếu có gì á, đúng là ông hại chết tôi rồi. Trời ơi, anh ngang ngược thô lỗ hung dữ còn không có khuyết điểm nữa à. Bà xã à, anh chửi không đúng sao? Nguy hiểm như vậy mà cũng dám băng qua đường nữa. Ôi, cái đám hàng rong này cứ bắt hoài vậy mà cũng bán hoài nữa. Vàng à, con đừng nói như vậy. Có ai muốn đi bán hàng rong chứ? Bán hàng rong khổ lắm đó. Hàng ngày cứ phải cong lưng đẩy xe hàng. Con tưởng nhẹ lắm sao? Lại sợ cảnh sát bắt. Khi bị cảnh sát bắt trúng cả chiếc xe và hàng quá bị tịch thu, đúng là mất trắng vốn lẫn lời luôn đó. Má, anh Vàng chỉ nói vài câu thôi mà, sao má lại xúc động dữ vậy? Khi má đang mang bầu thằng Vàng, má với ba con đi bán hàng rong ngoài đường. Cảnh sát tới, mau chạy đi, mau chạy đi. Sếp à, tha cho tôi đi. Tại hoàn cảnh túng thiếu, tôi chỉ vì muốn kiếm hai bữa cơm thôi mà sếp à. Tâm à, là anh đi. Em đang mang bầu đừng chạy nhanh quá, phải cẩn thận chứ. Nếu em mà chậm chân vài bước, số hàng này sẽ mất hết. Tới lúc đó, nước cháo cũng không có mà hút nữa. Em ngồi lên xe nghỉ ngơi một chút đi. Em không mệt, nhưng đứa bé trong bụng mệt mà. Nè. Nè, anh Quân à, bên đó đông người qua lại. Để chiếc xe qua bên đó chắc làm ăn được đó anh. Em cứ ngồi yên, đừng có động đậy nha. Hả? Em đang mang bầu, cứ cử động hoài nguy hiểm cho thai nhi mà. Bây giờ em cứ chịu khó ngồi ở chiếc xe này của anh. Mai mốt chồng em kiếm được nhiều tiền sẽ mua xe hơi chở em đi ăn cháo gà, em có chịu không? Ok. Trời ơi, đã là vợ chồng anh cần gì phải nói mấy lời này an ủi em. Em chỉ mong sau này con khôn lớn chở hai vợ chồng mình đi đây đi đó chơi mà thôi, phải không? Tới lúc đó vợ chồng mình sẽ được hưởng phúc của con cái. Nè, hai vợ chồng tính tới đây giật bối sao? Tránh xa chút đi. Có hai vợ chồng anh tụi này làm sao kiếm ăn đây chứ? À, phải đó. Anh đừng nói vậy mà. 100 người bán, 1 vạn người mua mà. Anh coi nè, tội nghiệp vợ tôi chưa? Có bầu sắp sanh cũng phải đẩy xe đi kiếm ăn nữa.
Anh nói giỡn hoài à, bộ chỉ của mình vợ anh mang bầu hả? Vợ đúng của rồi, hắn, tôi cũng đang vợ mang của tôi nè. Cũng đang mang bầu sao? Vậy ông xã, hay là mình đừng bán giày dép nữa, bán đai, đai em bé đi. Hay là bán xe con nít chơi còn tốt hơn. Nè, bà đó, mau mang thùng hàng đó qua đây, đứng như trời trồng vậy, cháu cũng có mà ăn bây giờ. Tâm à, anh không bao giờ đối xử với em như vậy. Ba con từ trước tới giờ chưa bao giờ to tiếng với má, hàng ngày đẩy xe ra bán mặt cứ đối mặt với cái đám bạn hàng đó ăn nói thô lỗ. Thì đó lúc thằng Kim trong bụng má cứ nghe riết mấy câu thô lỗ thì nó quen luôn. Ý nè, vậy không nên gọi con là thỏi vàng rồng mà phải gọi là vàng miệng thúi. Anh thì không thể chữ thề rồi, chỉ sợ em sinh ra một thằng con trai chữ thề thì em tính sao đây. Bậy bậy, ăn nói bậy bạ quá đi. Anh à, má, thứ bảy này con đưa má đi ăn bồ câu quay, sau đó đi dạo cho má hưởng phúc của con cái. Ngoan ngoan, con má ngoan lắm. Má, mình trò chuyện sao không ngồi trong nhà nói mà phải xuống tới hỷ tức hội vô phòng mới được nói gì? Ở đây nói thì anh chị hai con không thể nghe được đó mà. Vậy thì cứ vô phòng con thì được rồi, cần gì phải xuống đây xa quá. Tại má con thích chỗ này vắng vẻ yên tịnh, thuận tiện cho má con nói chuyện này ra đó mà. Nè, mấy con không cảm thấy họ cứ trốn trong phòng hoài kỳ lạ lắm sao? Chắc anh chị muốn có thời gian riêng dành cho hai người thôi. Phải rồi, đối mặt với vợ hay chồng mình là chuyện bình thường thôi, chẳng lẽ bắt họ đối mặt với hai đứa con à? Là ở chỗ là họ muốn tránh mặt hai đứa con đó. Bộ tụi con đáng sợ lắm sao? Nè, tuy rằng á, cô chưa từng làm mẹ, nhưng cô rất hiểu rõ tâm trạng của người làm mẹ. Ai ai lại không mong con cái mình tốt chứ. Nó sợ con nó nhiễm tánh của hai đứa đó. Bộ đối mặt với tụi con em bé nó sẽ hư hả? Bác à, con làm ơn nhìn kỹ lại mình đi. Con có khuyết điểm gì đâu, lúc nào cũng thích kiếm tiền, có lúc chọc ghẹo con gái, ăn nói thẳng thắn vậy thôi. Thật ra đâu có khuyết điểm gì đâu. Ê, con biết rồi, họ cứ trốn trong phòng hoài, cố ý tránh mặt chúng ta đó. Bây giờ con mới biết sao? Cô cứ nghĩ con biết từ lâu rồi chứ. Rồi sao đây? Bắt tụi con dọn đi sao? Bậy. Má chỉ muốn mấy đứa đừng ăn nói thô lỗ, có những hành vi ngang tàn, đừng để xảy ra. Nếu như để con Ân nó nghe được thì không tốt, mất công sau này ảnh hưởng tới đứa cháu của má đó. Nghiêm trọng vậy sao? Hai đứa nhớ tự lo liệu nha. Vì người ta cũng chỉ vì mình thôi. Tối ngày cũng tại anh đó, lúc nào cũng quá ham tiền trùm sò liên lụy tới em luôn. Còn mày thì sao? Lắp bắp hoài, không biết mày muốn nói cái gì. Hễ gặp bà cô thì kêu bà cố. Đau tên bạc mà mày kêu anh bác. Ăn nói dính tùm lum. Ê, mình phải bỏ tập thôi lũ. Anh hai, chị hai, mời ra dùng cơm. Ê chà, lúc nãy người vừa nói là ai vậy? Hình như là em Phú lịch sự của mình đó. Tường xào chua ngọt. Ăn thôi. Anh ba mời dùng. Em Phú mời. Anh hai chị hai mời. Mời cả nhà dùng cơm. Dùng cơm. Tôi là một người thô lỗ, nói nhiều sai nhiều, không nói thì khỏi sai. Ăn cơm. Nếu không nói họ cũng không cho là mình câm đâu. Không nói câu nào thì khỏi phải đổ thừa rồi. Con người của mình đầy khuyết tật, không nói thì tốt hơn, nói nhiều chỉ tốn hơn. Anh không cần trợn mắt nhìn em đâu. Bất quá em ăn chậm lại thôi. Chà, thông thường họ ăn nói tía lia, mà sao hôm nay lại cậy miệng không nói vậy? Ăn cho mau đi, rồi cáo từ cho rồi. Cấp gì? Tự nhiên, tôi xin cáo lui trước. Ủa? Sao thằng Bạc hôm nay giống người thời cổ vậy ông xã? Anh cũng muốn biết tại sao đó. Anh ba, lúc nãy anh ăn không no hả? Ở đây ăn bánh mì ngọt. Bữa cơm thầm lặng hồi nãy tao nuốt từ sau lưng xuống, nếu no mới lạ. Phải đó, ăn khua chén cũng bị la. Còn đồ ăn á, em chưa kịp nhai kỹ, đã vội nuốt xuống bụng xém chút trận trắng luôn rồi. Nè, bây giờ thì tự do rồi, muốn ăn sao thì ăn. Đưa thẳng cẳng lên thềm cũng không ai thèm ngó. Anh ba, tới khi nào chúng ta mới thoát được ngày tháng đau khổ này đi? Mau nhất thì cũng phải chờ hoàng tử của chị hai ra đời. Chắc mày cũng đâu có muốn đứa cháu cưng của mình học hư. Bộ có chuyện dạy con từ trong bụng mẹ thiệt sao? Mày cứ nhìn mày nhìn lại tao, rồi nghe lại câu chuyện lịch sử của má là biết liền. Cũng đâu có căn cứ gì khoa học đâu, nhưng mà thà rằng tin là có. Yes, còn hơn là không tin. Nếu chúng ta có gì sai sót, anh chị hai sẽ trách tao với mày. Phải đó, họ đã trốn biệt trong phòng trách mặt chúng ta. Em không muốn quan hệ gia đình ngày càng tệ hơn. Nè em à. Hôm nay đừng vô phòng nữa, mang ra phòng khách làm đi. Ngoài phòng khách à? Đúng vậy, mắt công thằng Bạc nó lại hiểu lầm. Chúng ta đều là người nhà mà, lén lút mờ ám làm cái gì chứ? Cũng tại anh nói mắc cỡ, ngoài phòng khách làm công tiện mà. Đúng vậy, chuyện này trước sau gì họ cũng biết mà, giết riết rồi cũng quen thôi.
Nè anh tự nói đó nha. Ra thì ra. Nè hai đứa bay coi thì cứ coi, không được cười chế nhạo tao nha. Anh hai à, mấy chục tuổi đầu rồi, bây giờ mới học tập viết chữ sao? Có chuyện luyện thai hay không thì tao không biết, nhưng mà anh hai mày học ít, nếu bây giờ không chịu học nữa, sau này làm sao mà tao dạy con cái đây? À, thì ra trốn ở trong phòng học ba cái này. Cô cứ tưởng là... Chắc anh hai mắc cỡ, sợ tụi em cười. Anh hai à, anh hiếu học như vậy tụi em không có dám cười phải đâu. Cha, cái thằng khỉ này chỉ giỏi nịnh thôi. Tao dám cá 20 đồng với mày, lúc nãy nhất định là mày cười thầm trong bụng, có phải không? Nè, sao anh mê cá độ vậy? Không sợ con mình sau này mê cờ bạc à? Xin lỗi bà, nộp bà cho cô giáo đây. Trời ơi, anh làm gì kỳ vậy? Lớn giờ đầu rồi viết chữ còn không ngay hàng nữa. Đâu có phải, chỉ có chữ này viết sai thôi mà. Phải đó, viết vậy cũng đẹp lắm rồi mà. Đâu chứ con coi với ha, trang đầu chị hai chị anh học viết chữ heo to tổ. Tính ra đi. Thì đó, viết dần vậy. Trang này thì sao? Thôi được, coi cũng tạm. Thưởng cho anh một ngôi sao sáng đây nè. Đâu, đưa con coi coi. Dạ, ngôi sao vàng. Thằng vàng gì đứa con mà chịu học lại từ đầu là một cậu học trò nhỏ. Còn con đang học cái gì vậy? Con nói cho má nghe đi. Con đang học gì vậy? Con đang học cách kiềm chế cơn nóng giận giúp con không dễ gì nổi nóng. Con làm, cách nào kiềm chế cơn giận vậy? Thì dạy ảnh đó. Nếu không đủ tận tâm và nhẫn nhịn á, khó lòng mà dạy ảnh được á. Vô hộp thôi. Hộp à? Được. Vô hộp. Anh Bạc, vô hộp thôi. Trinh Trinh à, chúng ta đúng là có duyên phận, có thể ngồi cùng hộp với nhau. Em cũng nghĩ vậy. Hộp xong mình nói tiếp ha. Ok. Mọi người có ý kiến gì không? Không. Tôi ra ngoài một lát, mọi người cứ thảo luận coi có ý kiến gì mới không. Tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Hay làm gì? Tạm nghỉ 15 phút, lát nữa vô họp tiếp. Nè, coi tình hình này có bộ tối nay khỏi về nhà ăn cơm luôn. Trời, vậy là nói rồi. Vậy là thảm rồi. Tôi mua vé định dắt bà xã đi coi phim, giờ tính làm sao đây? Suốt mấy giờ? 7:30. Khỏi coi rồi. Bà bầu như tôi còn không được miễn, mấy anh đừng có hòng nha. Lúc nãy tôi đã lén gọi điện thoại cho ông xã, kêu anh ta đổi buổi ăn tối xuống thành ăn khuya rồi. Đổi thành điểm tâm không phải luôn. Đâu má, má chỉ cần làm bộ bệnh thì xong thôi. Với lại hôm nay má cũng cảm thấy khó chịu trong lòng mà. Phải rồi á. Đúng rồi. Buổi sáng nay tôi nôn chưa hết sao, còn phải chứng kiến cảnh đôi quyên ương này nữa. Người ta yêu nhau đó mà. Này Trinh Trinh à, cô có nắm được tên có ai hẹn xếp bao đi ăn không vậy? Em không biết nữa. Em Trình ngồi hướng Tây mà gió là thổi từ hướng Đông nên không thể biết. Sao mọi người không ai nói gì hết vậy? Đúng là dưới mắt người tình cái gì nó cũng đẹp hết trơn à. Nói chuyện yêu đương thì cười hớn hở. Ở đây mọi người đi buồn rầu, chỉ có hai người đang yêu nhau thì còn cười được thôi. Sau giờ làm việc có thể cùng bạn gái đi chơi, dành thời gian rảnh rỗi đó để đi coi phim hay coi phim gì đó ha. Vậy là phù hợp với lợi ích xã hội. Mọi người không cười cũng không có sao, chỉ cần Trình Trình cười thì được rồi. Tôi chết tôi cũng có rồi. Bà xin hỏi ai là Lương Băng Băng? Đây nè. Nè băng băng đây ngồi đây nè. Ê đó, nè, đó. Tôi có nghĩ chỉ có tôi ngồi kế bên mới nghe được bụng cô ta đang đánh trống. Thì ra bạn trai của cổ ở xa cũng nghe được. Thiệt đúng là không hiểu nổi à. Chị đừng nói vậy mà, bọn đàn ông không đá cũng không nhúc nhích đâu. Lúc nãy trong điện thoại em đã báo trước rồi, bằng không bây giờ làm gì có visa ăn chứ. Chi là vậy? Băng băng, không phải cô chứ dám chà đạp tụi tôi. Nếu không quá. Thích nghe thì đừng ăn bánh đó nghe anh Ivan. Không được bà. Tôi nói đám đàn ông đó đặc biệt khác với tụi mình ha. Nè ba, cũng may ba chuyển hệ mau đó mà không có visa mà ăn đâu nghe ba. Tao lúc nào cũng khôn lanh mà, cho nên phần của tao luôn luôn lớn. Nè, có phải anh chàng đẹp trai sáng nay không vậy? Đương nhiên là không phải rồi, anh làm gì được tỉ mỉ như vậy, mà chính là anh chàng ăn cơm trưa hôm qua đó. Thì ra là vậy. Cô băng băng nhà tay cả lố bạn trai lận. Nhưng mà vậy, nếu cô gọi lộn tên thì quê độ đó. Cho dù có nhớ lầm cũng không sao, chỉ có họ mất mặt tại thôi sao? Vậy chứng tỏ họ không có điểm gì đáng chú ý, không có ai để lưu tâm. Nè, băng băng à, nếu lỡ như em giống như em Bạc và Trình Trình đây cùng yêu nhau và làm cùng một công ty á, chắc em mất đi nhiều điều ngạc nhiên lắm ha. Phải đó, tạo ngạc nhiên không phân biệt thời gian và địa điểm đâu. Nếu làm chung một công ty, sáng chiều đều gặp mặt, biết đâu chừng sau này tối ngủ cũng phải mở to mắt nhìn nhau đó. Vậy thì phải phỏng vấn đôi quyên ương này rồi. Hỏi cũng vô ích thôi, hỏi yêu điên rồi còn gì nữa. Bây giờ thì chưa tới lúc đâu, mai mốt ở trên mặt hai người sẽ hiện lên một chữ buồn đó. Không thể nào đâu. Đâu có dễ gì mất mặt vậy.
Nếu không muốn mất mặt thì cứ để băng băng này dạy cho vài chiêu đi. Tạo chút ngạc nhiên, tạo chút phấn khởi nè. Có thể cố gỡ được một cuộc tình để gặp nhiều phong ba trắc trở này rồi. Tuyệt, tuyệt lắm. Số 1. Tụi này không thể nào như vậy được. Đúng vậy. Nè, cho dù 1.000 năm, 10.000 năm, tụi này cũng không xa nhau. Tôi lại muốn nói nữa rồi. Tiếp tục họp đi. Ai vừa gọi pizza vậy? Có đứa con gái nào không thích được ngạc nhiên chứ. Khổ nỗi khi anh bạn nói gì mình cũng nghe theo. Dễ bị dỗ ngọt như vậy, làm sao có sự ngạc nhiên đây? Có cô gái nào lại không thích sự ngạc nhiên? Tuy Trình Trình cười nói vậy thôi, nhưng trong lòng thì nghĩ khác mà. Nè, qua bển ăn cơm thôi. Thôi ăn cơm, ăn cơm. Dạ, má à, sao lúc này má làm biến gì cứ qua ăn ké hoài à? Má làm như vậy cũng chỉ vì con thôi. Má muốn cho con gặp mặt thằng Bạc nhiều một chút vậy mà con cũng không hiểu ý má. Có cần vậy không má? Nếu muốn gặp thì bằng mọi cách cũng gặp thôi. Con thả ở nhà đối mặt với ba với má, nội nữa, ha. Chà, yeah, con ngoan vậy sao? Thực ra tối nay má cũng muốn làm vài món cho con ăn. Nhưng mà, thôi, không có gì đâu. Gì đây, má muốn giấu con chuyện gì? Ba. Đâu có. Nội. Hả? Đâu, đâu có. Nè, 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 con nhìn khuôn mặt nội lộ nét bí mật. Bây giờ con có hỏi, mọi người cũng không có ai chịu nói đâu. Ba, nó dốc siêu cấp, chắc không chịu nói đâu ha. Còn má. Vậy, lát nữa con qua đó sẽ biết. Biết cái gì vậy? Nếu má nói cho con biết còn gì là ngạc nhiên. Thôi, ăn cơm, ăn cơm. Thôi, qua bên ăn cơm. Nè. Nè, có cơm ăn kia vậy? Là sắp ăn được rồi, mời dừng vô chơi. Nè, em chuẩn bị tâm lý chưa vậy? Ngạc nhiên hả? Chị cũng biết em đã hay tin rồi, lát nữa anh ba về tụi chị biết điều lắm. Nó bụng quá, cô Hảo ơi. Sắp ăn được rồi. Có cần cho thằng bạn ăn chung không? Nó cũng sắp về rồi, bây giờ dọn ra cũng vừa rồi mà. Để con giúp cô. Để con làm cho, em đang bầu bì mà. Con mừng giúp cho, để con giúp. Được rồi, cứ để Trình Trình bưng ra, nó làm được mà. Vậy con ra trước nha. Con ngoan quá, biết vô đây giúp cô, con đáng được thằng Bạc thương. Con có biết tại sao hôm nay thằng Bạc nó về trễ không vậy? Anh bận đi gặp khách mà. Đương nhiên là không phải rồi, nó bận đi mua giấy hoa, gói quà cho con. Trong đó là một chiếc áo khoác, tuy rằng không mắc tiền cho lắm, chỉ là hàng nội thôi. Giá tiền thì không quan trọng, điều đáng nói là địa vị của con trong lòng nó thôi mà, đúng không? Một chiếc áo khoác cũng đủ có thành ý. Tối qua nó còn xin con một phong lì xì. Con còn thấy nó bỏ hơn 100 đồng vô bao lì xì nữa kìa. Anh vô đây làm gì vậy? Anh vô đây ăn vụng thôi mà. Trinh Trinh à, thằng Bạc về rồi kìa. Con mau ra đi. Dạ, dọn cơm, dọn cơm. Đi, nhanh lên. Sao không có ai vậy? Em không phải là người sao? Em thì khác họ chứ, em là người yêu của anh mà. Trình Trình à, anh có món này muốn tặng em. Cảm ơn. Em đoán thử xem, bảo đảm em đoán không ra. Em không biết đúng kịch đâu, em biết có một bao lì xì 100 và một chiếc áo khoác. Sao em lại biết vậy? Mọi người đều biết mà. Thôi ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Em cầm gì vậy? Chắc là món quà của thằng Ba tặng cho Trình Trình thôi. Nè, con cũng tốn với Trình Trình lắm, nhưng mà gói quà lớn quá chắc không đáng bao nhiêu đâu. Nếu là một hộp nhỏ đựng hộp xoàn thì khác, vậy trong này là gì? Từ từ đã, bà làm gì gấp vậy? Chắc không tệ lắm đâu, mới ăn cơm thôi. Thôi ăn cơm. Nè, Bác à, cô cũng muốn biết là món gì đó, nói cho cô nghe đi. Chị hỏi nhiều làm gì, đâu có phần của chị. Thôi mau ăn cơm đi. Phải, nói ăn cơm đi. Thì ra ngạc nhiên là vậy đó, đó. Chúng ta thiệt là có duyên hả? Em nói trước đi. Thôi nhường anh nói trước. Vậy cũng được. Lát nữa anh có hẹn với khách ăn cơm. Sao trùng hợp vậy? Em cũng có hẹn bạn ăn cơm. Nếu trùng hợp vậy thì tốt. Anh trở ra làm việc nghe. Chị thích màu son này lắm. Gì hả? Em hên lắm đó. Chị tìm lâu lắm rồi cũng không có đó. Mai mốt rảnh nhớ rủ chị đi shopping với nhau. Phải đó. Okay. Thằng Bạc đâu rồi? Anh có hẹn với khách. Ủa sao đám người này quen quá vậy? Ê, bà ghê lắm đó nghe. Biết Trình Trình có hẹn cũng không lo lắng, thì ra đi chung với đám phụ nữ này. Tôi nghĩ anh Irene không biết Trình Trình đã hẹn với tụi này đâu. Biết cũng như không biết, không biết cũng như biết. Tôi cũng không biết cô muốn nói cái gì nữa Nè, có lẽ họ muốn tạo sự ngạc nhiên đó. Ngạc nhiên à? Chúng ta tạo ngạc nhiên à? Như họ vậy có đúng không? Đúng là vậy. Trình Trình à, trưa nay anh đã nói dốc em, đừng có giận anh nghe. Đâu có, chính em cũng nói dốc mà. Không biết tại sao tụi mình là phải nói dốc. Em
Em đâu có biết, có lẽ tại anh nhìn em chán rồi. Rõ ràng em biết là không phải, còn dám nói xấu anh. Anh làm gì dữ vậy, nếu không thấy hợp chia tay đi. Lời của Băng Băng cũng có lý. Anh Bạc à, anh có cảm thấy chuyện tình của mình không có chút gì giấu ai được không? Phải rồi, chuyện tặng 100 đồng và cái áo cho em, anh đã ráng giữ kín, vậy mà họ cũng biết được, hoàn toàn không tạo được sự ngạc nhiên thiệt, không mất hứng. Ở nhà đã vậy rồi, tới công ty họ cũng vậy luôn. Đành chịu thôi, ngày nào cũng gặp chuyện gì cũng biết hết á, có gì ngạc nhiên đâu. Anh có cảm thấy buồn hay không? Buồn hả? Em cũng cảm thấy buồn, chẳng lẽ anh không thấy? Nếu em đã nói thật lòng và không giận anh nữa, thật ra anh cũng có hơi buồn. Thôi chết, vì mình biết tính sao đây anh. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta lại ở gần nhà, lúc nào cũng gặp nhau, đi làm cũng gặp, về cũng gặp. Muốn tránh mặt ăn bữa cơm trưa thôi cũng thất bại. Không lẽ chúng ta lại có duyên như vậy sao? Thì mấy chuyện này cũng do con người tạo ra thôi. Thôi lên nhà. À phải, sao không thấy mặt thằng Bạc và Trình Trình ở đây vậy? Nếu nó có mặt ở đây thì... Nè, con lo ăn đi, có liên quan gì tới nó? Không, nếu có tụi nó ở đây thì thấy cảnh tụi nó âu yếm nhau thôi. Thấy tụi nó âu yếm cũng đủ thấy no rồi. Mà hễ no quá thì có thể nôn ra luôn. Con là anh của nó, vậy mà cười em mình cho được. Phải đó. Sắp làm ba rồi, tài chỉnh lại đi. Dạ biết. Nè, gần đây muốn gặp tụi nó cũng khó thấy, huống hồ gì nhìn tới cảnh âu yếm. Vậy thì đúng đó, mấy lúc gần đây ít thấy tụi nó đi chung lắm. Đúng đó, còn không thấy hai người đi làm chung nữa kìa. Phải rồi, như chuyện sáng nay uống trà vậy. Con Trình Trình nó cứ muốn kế này kế nọ, nó lắc tới, thiệt ra đâu có muốn tới. Thôi chết, nếu họ như vậy, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mối tình của họ đang chịu thử thách đây. Ê, thằng Bạc tới kìa. Thằng Bạc đã nói con hả? Ngồi đi Bạc, con ngồi đi. Cả nhà đang nói tới con với Trình Trình. Vậy thì má cứ hỏi Dượng với dì Lệ á. Sao lại hỏi tao? Tao đã giao hết nửa người của nó cho mày rồi. Con nói giỡn chơi thôi, chắc cổ ở nhà. Phải, con có việc gấp phải đi. Dạ, này, bye bye. Con chưa ăn cái gì mà. Con không cần ăn. Con chỉ tới đây chào mọi người, con đi nghe. Chắc là có vấn đề rồi, có vấn đề rồi. Ê, Trình Trình. Trình Trình chào. Em cứ gặp em Bạc không vậy? Mới giờ đi ra thôi. Em đâu có thấy. Con muốn ăn món bánh mã lai. Trình Trình, con muốn ăn bánh đó sao? Sao vậy? Con không được ăn hả? Nè, con không thích món bánh đó mà. Ít ăn thôi, chứ đâu phải không thích ăn. Với lại đã lâu con không được ăn rồi. Ham món mới không phải là điều tốt đâu. Bánh mã lai đâu phải là món hải sản, cái gì gọi là ham ăn chứ. Nè, bà nói cái gì mà một dòng lớn xà lách như vậy chứ? Hay là cứ nói thẳng thằng Bạc đó. Khoan, bà định nói gì vậy? Không thằng Bạc. Con không muốn nghe, con có hẹn với bạn coi phim. Không muốn ăn nữa thôi, vậy đi bye bye. Nè. Có vấn đề thật rồi. Sao anh không gọi thẳng tới công ty để hỏi họ đi? Nè, Bạc à, em có biết trên đây Trình Trình đi đâu không? Dạ không biết ạ. Cậu muốn tạo sự ngạc nhiên cho em đó. Thật hả? Chị chỉ biết có nhiêu đó thôi à. Còn những chuyện khác á, chị không biết, không biết. Alo. Alo, Bạc hả? Con có bận lắm không? Cũng không bận lắm, chuyện gì vậy dì Lệ? Không, dì chỉ muốn nhắn con về nhà ăn cơm. Con nhớ thế nào cũng phải về đó nha. Dạ được rồi. Có chuyện gì đặc biệt vậy? Không, có điều dì nói nhiều không được. Dì nói càng nhiều càng không ổn. Chỉ cần biết con nhớ về nhà, Trình Trình sẽ tạo sự ngạc nhiên cho con. Cứ vậy đi, bye bye, bye bye nha. Dạ bye bye. Nè, tôi đang điện thoại mà mọi người lớn tiếng quá vậy. Alo. Alo, anh Ba. Có phải muốn báo tin mừng không? Tin mừng gì mới được chứ, ngạc nhiên mà. Tôi biết hết rồi. Trời ơi, không vui chút nào. Bye bye. Bye bye. Alo. Alo, Trình Trình hả? Em có biết lúc nãy ai vừa gọi điện cho anh không? Má em hả? Ý nè, chắc là má tưởng hai đứa mình giận nhau đó. Má không biết hai đứa mình cố ý tránh mặt nhau để tạo cảm giác mới lạ đấy mà. Điện thoại xong mời cô vào phòng tôi. Ok. Nè, xếp bao nhắn em vô phòng ổng, không thể nói tiếp với anh nữa, bye bye. Bye bye. Nè, tôi có chuyện cần ra ngoài, có lẽ chiều nay không có về đây nha. Nè, mọi người sắp xếp xong chưa? Trình Trình sắp từ bên nhà qua đây đó. Anh Ba vẫn chưa về mà. Vậy sự ngạc nhiên đã chuẩn bị xong chưa? Bác Toàn à, câu hỏi của bác thiệt là vô cùng cao kiến á. Nè, Hảo nè, nè, vấn đề này đâu phải do chị phụ trách đâu. Kêu con Phú đi, nó nhiều kế con hơn hả? Mà không được đâu, cứ để anh hai đi. Nè, chuyện này anh phải gánh sao bà xã? Hả, em hả? Bây giờ tôi mới biết cái gì gọi là đổ trách nhiệm cho người khác. Vậy bây giờ phải tạo sự ngạc nhiên gì mới được đi. Ê, con về tới đây. Phải, sự ngạc nhiên của con đâu? Mình sẽ im lặng vậy, Trinh Trinh đâu? Hả? Em ở đây nè. Đúng lúc, mọi người nói em có sự ngạc nhiên cho anh. Nè Trình Trình à, bà à, tụi này thì thật ra lần trước tụi này không có ý làm bể mánh hai người, chẳng qua là chỉ muốn muốn anh làm gì cả lắm vậy. Thôi để má nói cho. Bà à,
Chuyện là vậy, lần trước cả nhà đã khám phá điều kinh ngạc của con dành cho Trình Trình, cho nên hôm nay muốn bù lại. Sự ngạc nhiên này chính là không có gì đáng ngạc nhiên hết á. Tâm gì nói vậy thiệt rõ ràng nhất nha. Trước tiên con muốn nói cho cả nhà, con và Trình Trình không hề xảy ra chuyện gì cả. Dạ phải, tụi con chỉ muốn có thời gian riêng của mỗi người thôi, cho nên cố gắng không cần gặp nhau hàng ngày nữa đó. Còn nữa nha, sự quan tâm của mọi người làm con quá thất vọng. Muốn tạo sự vui vẻ làm gì có thể thiếu tống ngân. Cũng may là sự ngạc nhiên của con có thể biến ra trong mọi tình huống. Trình Trình, tặng cho em. Ê, cảm ơn anh. Nè, bác à, tại sao lại tặng dù vậy? Người ta nói tặng dù là tan rã thì đâu có tốt. Cô Hảo à, bọn trẻ bây giờ không còn mê tín như thời chúng ta. Cái dù này cũng đẹp lắm, hợp với lại cái áo mà con mới tặng cổ. Bây giờ đám nhỏ ai cũng có tâm sự mà. Trình Trình à, sao con ngồi im lặng vậy? Đối với sự ngạc nhiên của thằng bạc, sao con không có phản ứng? Em cũng có sự ngạc nhiên tặng cho anh nè. Thật vậy hả? Cảm ơn. Bầu thơ và giấy viết tay. Hai hôm nữa con phải cùng xếp lý qua bên anh công tác. Đúng 2 tháng lận. Em phải đi. Thật rồi. Thật xui quá trời quá đất à. Đã nói là điềm xui mà. Đó, ứng nghiệm liền thấy chưa. Tan rã. Thì đó. Bà xã, mau lên đi. Máy bay không có chờ ai đâu. Ông xã, tôi mang theo 2 bịch khăn giấy. Tôi sợ lát nữa cầm lòng không nổi. Ông đừng hỏi xin tôi nữa nha. Ủa, ba đâu rồi? Có khi nào ba trốn trong phòng khóc đến nỗi xương mặt mày không? Ủa, con tưởng ba là người dễ mũi lòng hay sao? Ba vô lấy sẵn cho dầu gió để lát nữa thoa đó mà. Ba, đâu có cần nghiêm trọng như vậy. Trình Trình đi công tác thôi. Ba thủ sẵn dầu gió bộ tính lát nữa khóc tới gốc sao? Con nói giỡn hay sao vậy? Ba thủ sẵn cho dầu gió để ngửi. Mắc công lát nữa không chịu nổi tiếng hôi miệng của con. Phải đâu ông xã. Ông đúng là mắc chứng hôi miệng. Để tôi nấu gì cho ông uống. Nấu món gì tốt đây hả ba? Hay, đừng có lôi thôi nhiều chuyện quá. Mau tiễn con mình ra sân bay tiễn đi. Tiễn cái gì chứ? Con nó còn chưa xong mà. Chưa có xong. Em sắp đi xa. Anh có nhớ em hay không? Nhớ chứ. 1 ngày 3 lần. 2 tháng tổng cộng 276 lần. Vậy lúc em về anh sẽ tặng gì cho em đây? Tặng hoa. Tặng hoa hả? Cũng được. Vậy em muốn mỗi ngày 3 lần. Mỗi ngày 999 cành hoa hồng. Trời ơi, vậy cái bóp của anh làm sao mà kham nổi đi? Chúng tôi chịu khổ nổi thì đúng hơn nè. Thế thiệt là. Bớt chút ít đi mà. Bớt chút ít đi. Em không chịu. Không chị. Được. Vậy 99. Ủa, cứ tưởng cả nhà em đã ra sân bay rồi chứ. 999 chúng ta rồi kìa. Chị đừng hỏi em, hỏi tụi nó đi. Không hiểu tại sao nó hoài nói cũng không xong. Nè, Dương đừng có nói nhiều mà. Bởi vì Dương... Hả? Ủa, bị thật sao? Đứng ở đây hoài sao? Vậy thì phải uống 24 vị rồi. Vô trước đi, vô trước đi. Vô đi. Ông xã, ông xuống cầu thang đi. Phải đó, đi thang bộ đi. Thôi hiểu rồi. Bớt chút xíu đi mà. Nè Tề à, con chờ lát nữa đi, còn kẹt Diện Quy đi thang bộ chưa xuống á. Không sao đâu, còn có người chưa định lòng xa nhau mà. Bớt chút xíu đi mà. Không bớt. Một cành cũng không bớt. Không được trả giá. Thôi được, em phải về sớm đó nghe. Bằng không anh nhớ em quá ngất xỉu bây giờ á. Anh phải ngoan ngoãn đó. Bạn gái đi xa đương nhiên là có nhiều điều dặn dò rồi. Nhất là người tình nguy hiểm như là anh ba mình vậy đó. Còn anh thì sao? Anh hả? Cho dù anh to gan tới đâu, nếu không có ai bên cạnh anh cũng không dám hó hé gì hết á. Đúng không anh? Nè Dương Quy, có biết con gái mình đi chuyến mấy giờ hay không? Sao chưa thấy bóng dáng ở đâu vậy? Nè Dượng Quy à, Dượng Quy. Sao miệng của Dượng hôi quá vậy? Con chịu không nổi Dượng nữa rồi.